Rồi, xin chào các bạn nhá. Thì hôm nay anh em tôi là ngày lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 4, mùng 1 tháng 5 thì anh em tôi sẽ làm video là thử thách là hiếu trọng với cả cơ thủ đắt nhất ở quê tôi các bạn nhá. Thì là em Lợi này sẽ chấp hiếu ba bi như các bạn nhá. Thì chúng tôi sẽ chơi 3 ván tháng 2. Thu hồi hết đều rồi, coi như đều. Bắt đầu bây giờ thì là chúng tôi sẽ bắt đầu. Không quan trọng, Hiếu ơi, mày cứ tự tin lên, ăn chặt. Rồi bây giờ một cơ rất là khó cho Hiếu như các bạn nhá. Hiện tại là bên Lợi đã ăn 3 cơn rất là đều rồi. À đây, khá là khó. Rồi các bạn ơi, coi như là dấu bi rồi, chết 10 rồi. Tĩnh ngồ, phải gây tâm lý cho áp lực cho họ chứ để ổ em. Rồi, coi như là 6 hơi mạnh. Trong 5 ván rồi. 5 ván. Được rồi, 5 ván được, không sao. Đằng nào thì khả năng. Tôi nhìn cơ này khả năng Hiếu lạnh như giữ ngựa. Ôi trời. Thôi các bạn ơi, như vậy là chấp 3 là một sai lầm rồi. Tôi đang hối hận rồi. Đang hối hận rồi các bạn nhá. Ui trời. Các bạn ơi. Chết rồi. Thôi các bạn ơi. Mình không còn được chạm cơ mà. Rồi. Hiếu ơi cơ. Rất là khó cho Hiếu các bạn nhá. Lại còn một con nữa đúng không? Tốt Hiếu ơi. Lực hơi mạnh. Cả này. Con dừa. Rồi. Còn chẳng đến nay đi hát một tí rồi. Cứ kéo cái chuyện là đến nay kéo lại anh thử. Mười một thì có cơ dễ không Hiếu ơi? Ta gây tâm áp lực tâm lý các bạn chưa? Em đã thả bắt đầu đi. Tốt rồi, ăn rồi. Bốn con nữa mà. Bắn, bắn linh lên Hiếu ơi. Các bạn này thì chúng tôi sẽ bắn 5 ván nhé các bạn. Các bạn là nếu mà chọc 8 bóng mà nó rất là nhanh. Lại như là 3 không em thành vùng bia rồi đấy. Ủa thế kia không ăn rồi bạn ơi. Mày quá. Mày rồi. 10 là cũng ăn 8 đi. Thiếu 10 sao ăn được? Ăn 8 được hơn 10. Ăn quá. 10 rất là cơ, rất là khoai bạn ơi. Coi như gần không chạm. Không chạm thì ăn. Hay ui. Yên tâm, cơ đầu tiên họ ăn may thôi. Cậu lại tiếp tục là sang cơ thứ hai. Tôi là một ông bố rồi, qua cái ống trong nhà ông bạn, qua từ lúc lên anh bóng chiều rồi ông bà già này vẫn là. Rồi bạn ơi, thì chúng ta xem một thì là Hiếu đã thua, giờ chúng ta sang giờ đấu thứ hai các bạn nhá. Tiếp tục là em Lợi sẽ đề ba các bạn nhá. Như vậy là tiếp tục là rất là khó các bạn ơi.
Coi như xong rồi bạn. Đó. 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 Bạn cơ ăn 2 em này đúng không? Bây giờ ăn xong rồi, ăn xong rồi đúng biết. Bạn tính được xong rồi. Tớ sẽ mới đào một liên hoa. Xong rồi. Ê. Đó, ui. Con này chết rồi, lại chết 14 rồi. À, đồng ý, sao mà phải đang đồng ý, nhưng muốn nhớ được cái video này. Đó. Ê. Bà sẽ nhóm tay cho các anh có may. Đâu, anh cười đến như kèo bóng truyền rồi đấy, anh cười sao anh mới thua đấy. Đó, kèo này nó ăn rồi, mình đã biết rồi. Đó, tất cả các bạn xong tâm của bạn là xong đấy á. Các bạn ấy khó, tôi hiểu rồi. Ủa, nhìn vào mấy không rồi. 4-0 rồi. 4-3 rồi. 8-10, 5-3. 5-3 rồi, em ơi, chỉ cần 3 quả nữa. Sẽ tinh tế không? Xuống đây, xuống đây. Giống cái. Xuống đây, xuống đây. Rồi, đánh đi đấy. Bố đã chặt hoặc là đánh cũng như hơn 12 rồi. Đập chết bố rồi gì? Thì họ đánh họ có toàn tính. Vất vẩy, vất vẩy được. Đó. Ui, Hiếu ơi, nhẹ để ăn bốn Hiếu ơi. Rồi, con này như tỷ số bây giờ, Hiếu bây giờ là 35 nhưng mà nhẹ thôi. Tốt em ơi. 45 rồi. 12, ăn đi để lên ăn chín em ơi. Tốt rồi em ơi, vẫn còn cơ hội. Tốt quá. Rồi ăn gì rồi. Các bạn tiếp tục ở gì cơ này nhẹ thôi để ăn 4 Hiếu ơi. Ui. Cơ hội của Hiếu có nhá, không có nhá. Tí là anh. Sáu đèo bạn này vẫn còn cơ hội cho Hiếu nhé bạn nhá. Rất là khó bạn này, cơ này. Sáu đèo, đang là sáu đèo bạn ơi, vẫn còn cơ hội. Hiếu ơi, tự tin lên em. Chết gì rồi. Đánh xe này đánh kiểu sau nó tự tin hơn. Tốt rồi. Tốt rồi. Thôi bạn ơi, như vậy là qua hai set đấu. Rất là khó các bạn ơi. Như vậy là chấp 3 bi thì không có cửa gì các bạn ơi. Vừa mà chấp 4 thì không vui. Cồn trướng ấy. Các bạn ăn 2-0 rồi nha. Như vậy là 2-0 rồi bạn ạ. Tiếp tục. Hiếu ơi, kéo lại 3 set sau. Tốt rồi, không ăn cây gì rồi. Rồi, như vậy là 3 nhá. Hay là em ăn 10 trước đi. 10 còn cửa không? 10 lên ăn 2 đấy. Cả đại xét đấu này bắt buộc Hiếu nó phải ăn hết các bạn nhá. Có cơ đẹp nó cũng ăn hết mà. Tốt quá, ủa mạnh rồi. Ăn gì rồi, tốt bạn ơi. Như vậy là 4-0. 4-0, ăn gì này là 5-0 rồi. Lên đến ăn 2 đấy Hiếu ơi. Tập trung lên. Hay quá em ơi. 3-3. Rồi, như vậy là 5-0. Cố gắng tập trung lên, tập trung lên. Hiếu mạnh là ngủ lên em. Đánh mẹ rồi, xấu rồi bên kia rồi. Cơ này phải tập trung lên. Tập trung lên Hiếu ơi. Cẩn thận lệch nhá. Giữ đi. Mẹ 6 trong 6. Không bàn dễ hơn 3 du vẫn ăn rồi. Ôi. Đừng đánh nhau để. Không ăn là khó đấy Hiếu ơi.
Hay thế, ui. Ê, ăn ba rồi được không? Vì anh không ăn qua rồi, giờ mới đâu học được đâu. Tôi lại tháng này anh với tay anh đợi quá lắm. Tôi lại không biết là sao. Ăn ba giúp cơ quá. Ăn ba lại ăn 6, ui lên ăn 8 luôn này. Cứ giảm không? Không cần. Tay cơ rồi. Rồi. Tay cơ. 15. Rồi cố gắng thắng xét ngày để gỡ gạc cái sau. Cơ vừa cơ 6 nó rất là khó, rất là nghiêng. Khó, cơ này khó. Hiếu chuẩn bị chọc nhá Hiếu nhá. Cơ này rất là khó, cực kỳ khó rồi. Hiếu này có ăn được 8 không? 25. Khả năng 8 dễ hơn đường hết. Ăn 8 đi em, 8 đẹp mà. Mất dấu đi. Nếu mà lên kia không ăn á. Mất nhiều lắm. Mất nhiều. Không ăn được dấu đi. Nếu không có gánh đặt cơ lại. Giờ đấy lại cũng bắn được 4 giờ đặt cơ lại. Chắc 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 chắc. Em mới bắt buộc phải ăn 6 rồi. Ừ. 25. Không ăn được. Tốt rồi em ơi. Ê. Ê. 35. Nói gì chắc là chọc lằng nhằng lại mạnh thế nhỉ. Nói lẽ mà chưa làm xem đi chọc cùng. Làm gì ấy? Khó rồi. 35 nha các bạn nha. Thiếu 13 đúng đường ấy, em không chạy khâu, không ăn những cái cơ như này. Một năm nha, năm chồng nó kia là cá hai này rồi. Quyết. Giờ cái đã. Rồi ok. Chính chồng. Anh có 5 này. 13 bên này về cơ. Ván này cũng khá là khó nhá. Ván này quyết định của em Lợi. Còn không thì là ván phải gỡ kèo của Hiếu. Ván 1 giống cái lắm. Ăn luôn. Rồi chém luôn của bà. Đéo chọc. Anh cướp rồi. Đấy. 9 vẫn ăn được, 3 vẫn ăn được bình thường. Nếu ăn là sao? Đâu? Đâu? Lăng mà ăn 3 con đã. Lăng là mình chết. Mình để ăn 1 con nữa là sao? Mình có cơ, cô đang chắc. Hay quá anh ơi. Đó rồi. Ăn 13 luôn. 5 con cửa không? 5 con cửa. Mình thôi Hiếu mình. Tập trung nhá. Tập trung. Tốt quá Hiếu ơi, lên ăn được. Rồi, rồi. Rồi 13. Bây giờ tập trung Hiếu ơi, tập trung. Rồi. Con tiểu Hiếu ơi. Tốt. Rồi các bạn ơi, như vậy là em Hiếu đã gỡ được lại kèo này các bạn nhá. Đó, như vậy là 2-1. Bây giờ sang kèo thứ tư. Ừ. Cũng khá là khó các bạn ơi. Thế ra là đưa đánh quả nó đã thẳng luôn. Thì là đấy, không phải cái cách đấy. Ừ, em ăn được quá thế. Khó mà, làm gì có cơ nào ăn, có mỗi cái 5 thôi. Ăn 5 cái. Ăn 5 thì đây. Đi đi em ơi.
Rồi Hiếu ơi. Không, ăn 12 trước Hiếu ơi. Tập trung nhá Hiếu ơi, tập trung với cơ như này này. Ăn 2 con là 5. Tốt em trai ơi. Nhẹ thôi để ăn 7, nhẹ đấy để ăn 10. Như vậy là mấy không nhỉ? 5 không. Rồi. Tập trung lên Hiếu ơi. Hay quá. Nghiên cứu đi. Các bạn ơi, bây giờ là trận đấu khá là khó. Uống vào đây chắc ăn đó. Không. Rất là chính xác các bạn ơi. Các bạn ơi, rất là khó đấy các bạn ơi. Hiếu bây giờ sẽ đã là tính toán rồi. Đúng rồi, rất là tâm lý các bạn ơi. Cũng vẫn là khó Hiếu ơi, vẫn là cơ đấy. Vẫn lại chạm 5 đi Hiếu ơi, mày cứ tin. Cẩn thận nó lở 5 ra nhá. Cứ đi làm. Cả nó lở 5 ở trên góc ấy. Ai quá. 13 vẫn còn cửa. Ăn 13 chuẩn, 11 chuẩn nào nó chết. Đúng rồi. Phòng ơi, thông báo tỷ số lên Phòng ơi. 6-0 các bạn nhá. Đang tỷ số to là 1-2. Rồi, ăn đi. Ăn đó. Ăn. Hay thế, tính toán quá. 1-6. Con này Hiếu tập trung nhá. Đánh rung quả này Hưng ơi, đánh cho anh. Hay quá Hiếu ơi. Chết rồi, khó không? Quyết cơ 13 này Hiếu ơi, tập trung lên các bạn ơi. 13 ăn 100. Mày đánh cho anh, tự tin lên. Không cua. Mình muốn có đoạn nha. Nhớ rồi. 2, 4, 6, 7. 5. Coi như vậy tỷ số hiện bây giờ là 6-7 nha. Rồi. Hiếu ơi tập trung lên Hiếu ơi. Cơ này phải tập trung. Tập trung nhẹ nhàng Hiếu ơi. Nhẹ nhàng thôi Hiếu ơi. Chính xác. Rồi Hiếu ơi. Rồi các bạn ơi, như vậy là bây giờ chúng ta sẽ đi vào trận chung kết nhé các bạn nhá. Cũng khá là gay co. Rồi con lại hết nhảy rồi. Xuyên phá cơ em ơi. Đẩy lên, đẩy cao lên tí nữa Phòng ơi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với set đấu cuối cùng nhá. Tốt rồi. Cũng Hiếu ơi, bây giờ tập trung cơ là phải ăn cơ đấy Hiếu ơi. Ăn, cơ đấy ăn rồi. Ăn làm gì phải cơ giả lắm. Tập trung lên, tập trung lên, cứng cơ lên, chắc cơ lên em ơi. Tốt em dạy ơi. Rồi lên ăn quy. Ăn ca rồi. Hiếu ơi, tập trung cơ này phải chắc cơ em nhá. Các bạn 4-0 nha các bạn nhá. Tập trung lên Hiếu ơi. Tốt rồi. Rồi ăn quy. Thôi, sao chọc quái mạnh thế? 4-0. Còn tỷ số hiện tại bây giờ đang là 4-0 nhá. Cố gắng lên là vẫn có cửa ăn Phòng ơi, mày yên tâm. Cứ yên tâm ở Hiếu. Như vậy là sẽ bắn đi số 1 rồi. Bắn đi số 1 thì ăn cơ nào nữa? Ăn 4.
tầm một đứa cơ hội nữa là đứa bên luôn. Bình tĩnh đi em, ý là hả? Chết rồi, là hắn cũng rất là ba con rồi. Không. Rồi. Xong. Ui chết được 7 chết rồi. 2 hố. Xong 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 xong. 3 hố. 6 hố. Xuống nữa đi. Rồi. Mấy rồi? 3, 4. 3, 4. Cũng rất là khó cho Hiếu các bạn ơi. 3, 4 cũng khá là nguy hiểm các bạn ơi. Rồi. Bị lầm kìa. Nhẹ thôi Hiếu ơi, nhẹ nhàng thôi. Ê Hiếu này. 3 4, bây giờ là 4 đều rồi. Rồi. Các bạn ơi như vậy là Hiếu ơi, tập trung bi nào đẹp thì ăn nhá em nhá. Còn bi số 8 ăn thôi, ăn ăn được cơ đẹp luôn. Thẩm tắt rồi. Chọc con mấy. Chọc vội vàng quá đấy. Không giống đâu, thích muốn đầu người. Ai ở đây là muốn mất tiền? Rồi, rồi. 13 lên ăn 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 nào. Hiếu xong. Hiếu ơi. Hiếu ơi tập tập trung cơ này Hiếu nhá. Hiếu ơi tập trung cơ này. Đúng rồi. Tay quá. Ui giời ơi. 12 có ăn được không em? Tập trung nhá. Cơ này ngắm kỹ rồi Hiếu ơi, nhẹ nhàng thôi em ơi. Hay quá em ơi. Woo! 6-3, tập trung Hiếu ơi. Cơ này đi, tính toán đi em ơi. Cơ cơ 14 rất là khó. Ôi chắn 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 cây 2 kìa Hiếu ơi, ăn được không? Tập trung lên cơ, tập trung lên. Cơ cuối cùng đây Hiếu ơi, tập trung. Hiếu ơi. Rồi. Hiếu ơi, có cơ hội rồi. Mắt tay dần. Mình còn một cơ nữa là xong rồi. Rồi tập trung. Cũng rất là ngang kẻo các bạn ơi. Anh em tôi là team tập thình thịch. Phòng thì đòi 3 nhân viên. Phòng lại 2 nhân viên. Ủa, rồi. Không sao, không sao em ơi. Không sao được, mà là không bảo là chết ngay. Mười mươi thôi. Ra đi. Tập trung em ơi. Rồi, Pháo ơi, lấy xe. Cười đi, lấy xe. Tập trung với Hiếu ơi.